4 con. Cảm ơn nhé. Thank you.
Thank you.
Đúng rồi, đúng rồi. Rút tờ giấy đi con.
cháu đi bán con chó mà cô. Con chó à? Cô có mua không? Cô xem đi. Con này, ôi, xinh quá, con đẹp được hết cái đấy. À con này em cái, ôi xinh quá. Đẹp quá nhỉ. Ôi em gái, em gái à. Ôi về nhá, mua con này đi nhỉ. Bắn quá nhỉ, ôi tay cụp ấy. Nào, ôi em gái à. Ê, xinh quá, xinh quá, xinh quá. Con này con mẹ nó đẻ được mấy con đấy cháu? À, con này đẻ được 4 con. Thế con này bán bao tiền đấy? À, con này nếu mà bán cô lấy mà thì cháu bán 180. Ôi đẹp nhỉ. Đẹp, ôi, đẹp mà nhá. Ừ. Này. Ôi, cho cô cái này luôn nhé. À, đi về nhá. Ôi. Anh. Chờ. Nó này ạ. Chờ đi chợ về trên đường gặp có bán. Còn đấy có ít con miến này mang về mình trồng rồi. Đẹp quá anh ạ. Hàng này tuyệt vời đấy.